Cô giáo gì à? Cô nào đấy? Con chào cô à? Con chào Phi Hường à. Con muốn lúc ra chơi con chào thế á, đúng rồi. Con vẫn đang muốn chơi. Bắt châu chấu, các bạn đi bắt châu chấu. Bạn thấy chưa, là bạn đi bắt mà. Có bố lần trước con có một bạn đi bắt tắc kè bố. Thế. Trước con thấy có một bạn bé thế mà bắt ngựa bố. Thế. Ồ. Chưa ai đón à? Xuống đây chơi mấy em, đã xuống đây chơi xích đu mấy em. Đấy. Hai chị em mỗi người một cái. Chị nhà bác Duyệt đấy. Đúng rồi. Chị gì nhỉ? Con tên gì? Tên của con đấy. Phương Uyên đó. Uyên. Chị Uyên. Ở nhà bác hay gọi là Bốn à? Chị Bốn à? Đu cao quá là ngã đập đầu xuống đó. Con đang đu vừa. Em con thích đu vừa này. Này là hơi nhanh thôi. Quá. Ừ. Không, cục vào người bố á. Xích đu kêu là đi nhanh nhất bố. Nhanh con là lẻ được. Đi về đi. Về để bố con làm khách đang chờ bố. Bác đang đi tìm chị hay sao kìa? Hôm nay ai đón con? À mẹ con đón đó. Em nào kia nhỉ? Có phải không nhỉ? Hôm nay có con anh chơi với con bố. Ai con? À đúng rồi, đi ở cho thoáng phải không? Cho đỡ tắc đường phải không? Hôm nay là có một anh kết bạn với con bố. Con cùng kết bạn với anh ấy. Thế.